Xin chào quý vị và các bạn. Mời các bạn xem tôi sửa cái tivi. Loại này TCL đấy. Đấy. Chúng tôi tiến hành vặn ra phần vịt ra. Đấy, chúng ta đã mở nắp sau ra để kiểm tra phần trong. Đấy. Đây là mạng của TCL đấy. Nó vuông. Chúng ta tiến hành kiểm tra. Kiểm tra điện áp như thế nào? Dương B. Tình trạng của cái này là nguồn có nhưng mà màn không lên. Đấy, mạng đang còn sạch bong. Đấy, chúng ta kiểm tra xem cao áp có hoạt động không. Thường thường không có điện nguồn không lên cao áp không hoạt động, mà cao áp không hoạt động là do nhiều vấn đề xảy ra như là IC tổng hoặc các nguồn cấp trước 5V hoạt động. Cái này có vẻ hở thì nhiều hơn, cho nên chúng tôi phải hoàn những cái chỗ nào hở xem như thế nào.
Đấy, chúng ta kiểm tra lên chân G2 xem như thế nào, bởi vì chân G2 nó không lên điện ở đây là không sáng màn. Vì là cái này dùng lâu ngày rồi cho nên nó hở chân nhiều quá. Đấy, chúng tôi tiến hành hàn IC tổng đấy. Đấy, hàn như vậy, hàn với hàn liền chân chúng ta kéo, còn cái nào dính chân thì phải lấy cái hút thiếc hút bớt đi. Hàn ấy xe tổng là cũng phải có kinh nghiệm, nếu không anh hàn thể dính chân ngay, nhiều cái hàn dính chân là chết cái xe ngay, nên điều đó cũng rất khó. Không phải chúng ta cần phải có kỹ thuật.
Đấy, chúng tôi đang phải loay hoay để tìm bàn bản như thế nào. Công việc là như vậy đấy, lò mò tìm kiếm. Đấy, các bạn thấy đấy, TV sống là người sống rồi. Bởi vì chúng tôi làm được TV sống thì tôi mới có cuộc sống. Hàng ngày của tôi là như vậy đấy. Nó không lên bởi vì là nó thấy nguồn dương B hơi bị tụt nhẹ. Đấy, chúng tôi tiến hành rút tụ ra, tụ lọc dương B. Ừ, thấy cũng hơi yếu tại vì con tụ này đã bị lôi đít. Bị lôi đít và có hiện tượng chảy nước cho nên tôi tiến hành phải thay đi. Nếu mà như vậy con đó bị thì nên phải thay con tiếp ở bên trên. Con tiếp ở bên trên thì là thường 47 mi, 160 V, cái này 100 mi, cái gần nguồn hơn thì 100 mi, 160 V. Chúng ta thay hai con đó đi để đỡ yếu nguồn. Nó hơi yếu thì có thể là mình xem được nhưng mà hơi khó xem cho nên chúng ta phải thay đi.
Tôi tiến hành rút ra, từ đó tôi mảng khác ra và làm sạch chân để thay thế vào. Vì trong điện tử có quyền rút từ mảng này thay sang mảng kia. Vì những cái đó thì không có sẵn nhiều lý. Thì làm nghề sửa chữa điện tử của chúng ta phải cần mảng, vì nó rất có nhiều đồ không có, cho nên chúng ta phải chuyển từ mảng này sang mảng khác thôi. Đấy, chúng ta đồng thời thay con tù lọc bên trên đó đi cùng một đường đi, tức là đường dương B đấy. Tù này 47 mm, 160 V. Đấy, một là hở, hai là thay hai con tù này là được, bởi vì là nó không lên, có nguồn mà lại không lên, không lên màn. Đây các bạn thấy chúng tôi làm video như vậy phải quay đã sau lồng tiếng, bởi vì chúng tôi đồng thời làm lồng tiếng luôn thì không được, bởi vì nó gần đường người nhiều rất ồn, khách khứa này khác. Đấy, chúng ta tiến hành dừng dậy và xem xét như thế nào. Do nhái nhái như vậy là không phải là do tivi, do chúng tôi quay. Bởi vì quay vào tivi là như vậy, bởi vì chúng ta quay chính diện là nó bị như vậy. Cho nên chúng ta hơi quay lệch đi là màn hơi bình thường.
Xin chào quý vị các bạn. Gia đình vẫn được à? Xúc động. Chứ được nhiều em muốn cứu học. Phim phát sóng ngày 19 tháng 11 trên kênh VTV1. Tập 3 của series chương trình Tứ Linh Triều Nguyễn sẽ khai thác hình tượng con lân dưới những đánh giá của các chuyên gia trong sự gắn bó của hình tượng này.